Why? Why? Oh. Why? 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 Oh. Why? Con làm sao thế? Why? Why? Oh. Why? Con làm sao thế? Mệt à? Thì sao? Hôm nay con thấy mệt à? Con cảm thấy con khỏe đau này không? Là mẹ sợ quá, mẹ khỏi mãi không định. Mẹ xoay rồi cho con nhé. Nhé.
ít dầu nhá, nên nằm lên mẹ xoa dầu cho con nhá. Nhá. Ok chuông. Cục tà của mẹ nhỏ nhá. Nên nằm lên mẹ xoa cho con ít dầu. Mệt ở đâu nào? Cục cưng của mẹ con chuông này. Cho con uống nào. Sao đổ này, đổ ra giường bây giờ đấy, phải hết rồi đấy rồi.
cho con uống đi. Để mẹ nằm. À, từ dưới này, để. Để mẹ đi lấy miếng giấy nhá. Để mẹ lấy miếng giấy nhá. Đổ này con, mẹ cầm cho. À, con uống đi. Uống đi. Con uống đi. Con uống à? Con uống đi. Sao? Lại vứt đi. Mẹ vãi hết ra đây rồi con. Phải đưa cái ống vứt đây. Để con không uống để đây nhá. Không uống hả? Vãi hết rồi. Sao? Sao? Uống này. Vãi này con. Đấy, vãi hết rồi. Đó. Con hư lắm nha. Con làm sao? Thôi con mẹ con muốn uống hả? Tiếp theo cái ống đây. Uống để đây nhá. Uống để đây lúc nào con uống nhá. Nha. Rồi. Nằm xuống nào. Nằm nào. Sao? Sao? Nằm dỗ cái gì? Mẹ bị con tí nào. Nào mẹ bị con. Mẹ bị nào. Uống vào mẹ. Mẹ mệt. Mẹ thở. Mẹ thở. Mẹ thở. Nào mẹ bị nào. Một chút uống đi. Một chút uống đi. Ôi, cục vàng của mẹ đây. Cục vàng của mẹ đây. Mẹ cầm sữa còn bố nhé. Tiến ngồi dậy nào. Không á? Không á? Phải vãi này, ui đổ hết rồi đó. Nào, ngồi đây nào. Ui dồi. Nào. Sao? Giận dỗi à? Hay giờ làm sao? Không uống họ sẽ không uống đi thôi. Không uống đi mẹ tiếp à? Thôi, ủa thì không uống thì thôi rồi, phụ được thì mẹ cần là con uống đi chơi mà giận uống mẹ con giận dỗi cái gì bây giờ